第四课，出国，出国，生词，生词，国籍，国籍，国籍。他的国籍是中国，他的国籍是中国，中国，中国人。中国人，越南，越南人，你是不是中国人？你是不是中国人？我不是中国人，我是越南人。我不是中国人，我是越南人。台湾，台湾，台湾人。台湾人，澳门，澳门，澳门人，新加坡，新加坡，新加坡人，香港，香港，香港人，马来西亚，马来西亚。马来西亚，马来西亚人，上海，上海人，上海，上海人，北京，北京，北京人，广西，广西，广西省，广西省，广西人。广东，广东，广东省，广东省，广东人。广州，广州，广州，广州城市，广州城市，广州城市，广州市。广州市办护照，办护照，办护照，办护照。chúng ta có một cấu trúc là bản cộng với một证书，办 cộng với một giấy tờ. Vậy chúng ta có bản签证，làm visa，办签证，办签证。Lớp nói cho em nhé, làm chứng minh thư nhân dân, bản sinh phận chứng证, bản sinh phận chứng, làm giấy thông hành ở trang sau đó, làm giấy thông hành, bản thông hành chứng để đi thay, bản và chứng, ok, bản thông hành chứng, bản thông hành chứng giấy thông hành. Rồi làm bảo hiểm, bản bảo hiểm chứng, bản bảo hiểm chứng, bảo hiểm chứng là thẻ bảo hiểm. Chúng ta có gia sử chứng, gia sử chứng hoặc là gia trọ cũng là bằng lái xe. Gia sử chứng, gia sử chứng, gia sử chứng. Gia trọ, gia trọ, hai cái này có nghĩa là bằng lái xe. Vậy chúng ta sẽ không thể dùng từ bản mà chúng ta dùng từ khảo, thi. Khảo có ở trong bài 11 sách đỏ các bạn nhé. Khảo gia sử chứng. Khảo gia sử chứng. Khảo gia trọ. Khảo gia trọ. Chúng ta để ý một chút, chúng ta có từ khai chưa. Khai chưa là lái xe. Mình hỏi ai đó có biết lái xe không thì mình sẽ là Nǐ huì khái chè mě? Nǐ huì khái chè mě? Nǐ huì bú huì khái chè? Nǐ huì bú huì khái chè? Huì bú huì khái chè? Dì qì. Dì qì vẫn trong từ mới 22. Dì qì. Dì qì giấy tờ nhà đất nha. Dì qì. Dì qì là gì á? Giấy tờ. Giấy tờ nhà đất. Bì yè zhèng. 毕业证，毕业证，
Chứng là gì? Bằng. Bằng tốt nghiệp. Là bằng tốt nghiệp, vậy là gì nhỉ? Bằng tốt nghiệp mình cũng phải thi, vậy là khảo bi ye. Khảo bi ye, thi tốt nghiệp. Khảo bi ye, thi tốt nghiệp. Chúng ta có cấp 3 là cao trung. Cao trung. Cao trung. Ok. Vậy là cấp 2 là gì? Trung xuế. Trung xuế, tiểu học. Tiểu xuế. Tiểu xuế, tiểu học. Vậy để ý cho em, ví dụ cao khảo sẽ là kỳ thi cấp 3. Cao khảo. Mình thiên ta yào cao khảo. Mình thiên ta yào cao khảo. Ngày mai anh ta phải thi cấp 3. Rồi, thi đại học chúng ta sẽ có từ khảo sang đại học. Khảo sang đại học. Khảo sang đại học. 我还没高中毕业。我还没高中毕业。 Tôi chưa tốt nghiệp cấp 3. 我高中毕业后就去上班了。就工作了。我高中毕业后就去上班了。 OK? 我高中 毕业后就工作了，就去上班了。chúng ta có kết hôn đăng ký kết hôn nói như nào？结婚证。结婚证，对了，结婚证。过去，过去呢？quá hạn bị hết hạn。ví dụ chúng ta xem hạn sử dụng của một sản phẩm nào đó với tiếng Trung thì năm đứng trước。Tháng, sau đó mới đến gì? Ngày, cái gì lớn bỏ trước. Vậy chúng ta ví dụ như ngày hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Chính nhân chỉ họ. Chính nhân chỉ yue chỉ họ. Chính nhân chỉ yue chỉ họ. Hôm nay ngày mấy tháng mấy? Hôm nay là ngày 24 hả? 24 tháng 5 rồi. Đó, 5月24号 5月24号 năm 2020. 2020年5月24号. Vậy là mình sẽ nhìn thấy trên sản phẩm nó sẽ có là 2020年, xong là 5月 và 24号. Và cái từ hào mà viết trên sản phẩm người ta hay viết là rư, trong từ sân rư. Mà viết đó, cái từ hào là để nói, còn từ rư là dùng để viết. Vậy xem trên sản phẩm nó sẽ là chữ rư, ok? Rồi, vậy là mình có thể nói là chưa cỡ khoai yao cua chi lợ. Chưa cỡ khoai yao lợ là cấu trúc gì nhỉ? Sắp cái gì đó rồi. Khoai yao lợ. Rồi, em vừa ghi bảng đó, các bạn ghi vào. Khoai yao lợ. Khoai yao lợ. Sắp. Chưa cỡ khoai yao cua chi lợ. Bù nâng chư. Chưa cỡ khoai yao cua chi lợ. Bù nâng chư. Cái này sắp là sao? Sắp hết hạn rồi, bù nâng chư. Visa của tôi sắp hết hạn rồi. Visa của tôi sắp hết hạn rồi. Của tớ visa chen chồng sắp hết hạn rồi. Khoai yào cua chí lợ. Của tớ chen chồng khoai yào cua chí lợ. Của tớ chen chồng khoai yào của chi là visa của tôi sắp hết hạn rồi. 我的签证快要过期了。我的签证快要过期了。 Rồi, visa của tôi sắp hết hạn rồi, tôi muốn gia hạn, tôi muốn làm thêm thì chúng ta sẽ dùng từ 我要再办签证。我 yào zài bàn chén trọng. Cái từ zài này đứng một mình sẽ là trong từ zài chiên, zài lại đó, nhớ chưa? Wǒ yào zài bàn chén trọng. Zài shuo, nói lại đúng không? Nǐ zài shuo yǐ biàn hǎo ma? Nǐ zài shuo yǐ biàn hǎo ma? Zài này có thể dịch là thêm hoặc là lại nhá. Zài mài yì xiē. Zài mài yì xiē, mua thêm một chút nữa. Sắp mưa rồi. Huài yào xia yǔ le. Huài yào xia yǔ le. Cô ấy sắp kết hôn rồi.
他快要结婚了，他得这，他快要结婚了，他快要结婚了，họ sắp ly hôn rồi. 他们快要离婚了，他们快要离婚了。bạn nói mau lên, 你快说，nó các bạn nhớ nhá, 快đúng một mình là gì? Nhanh. Đó, khoai đúng không nhanh. Nhi khoai shuo ba. Nhi khoai shuo ba. Khoai zou. Khoai zou. Đi mau, đúng không nhỉ? Đi nhanh lên. Khoai zou. Khoai chư ba. Ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên. Khoai qu shui jiao. Khoai qu shui jiao. Đi ngủ nhanh, đi ngủ mau lên. Khoai pao. Chạy nhanh, chạy nhanh. Ở trong phim hay có từ này, khoai pao. Chạy mau. Sinh nhật khoai lửa. Sinh nhật vui vẻ. Vậy từ khoai này mà đi với từ lửa sẽ là khoái lạc. Khoai lửa cũng chính là từ khoai này mọi người nhé. Sinh nhật khoai lửa. Sinh nhật vui vẻ. Vậy từ khoai lửa này cũng là chính là cái từ khoai nhanh này nhé. Nǐ shì zhōng guǒ rén ma? Nǐ shì zhōng guǒ rén ma? Nǐ shì bù shì zhōng guǒ rén? Nǐ shì bù shì zhōng guǒ rén? Shì bù shì. Ở bài số 3 chúng ta được gặp đó là móng bù móng. Câu nghi vấn này được tạm gọi là câu nghi vấn chính phản. Sì là bù sì, không phải là móng bận, bù móng không bận, hảo tốt, bù hảo không tốt. Thì nếu mà chúng ta có từ sì móng và sì bù sì thì đều dịch là cái gì đó không. Vậy nǐ shì zhōng guǒ rén ma, bạn có phải là người Trung Quốc không? Nǐ shì bù shì zhōng guǒ rén thì cũng là bạn có phải là người Trung Quốc không. Thì shì bù shì thì được dùng nhiều trong cái khẩu ngữ hơn, các bạn để ý cho em nhé. Shì bù shì. Yǒu měi yǒu, có hay là không có đó. Yǒu měi yǒu qiān, có tiền, có tiền không. Nǐ shì zhōng guǒ nǎ lǐ rén. Nǐ shì zhōng guǒ nǎ lǐ rén. Ok, bạn là người ở đâu? Trung Quốc. Vậy chúng ta có ví dụ như là nǐ shì Hải Phòng nǎ lǐ rén. Bạn là người Hải Phòng ở chỗ nào đúng không ạ? Nǐ shì Hải Phòng nǎ lǐ rén. Nǐ shì Hải Phòng nǎ lǐ rén. Wǒ shì Yuè Nán rén. Tôi là người Việt Nam. Wǒ de hù zhào bān hǎo le ma? 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 Vậy là visa của tôi làm xong chưa? Wǒ de qiān zhèng bān hǎo le ma? Rồi, vậy chúng ta có từ bān hǎo le ma thì là làm xong chưa? An qiān shǒu xù bān hǎo le ma? An qiān shǒu xù bān hǎo le ma? Thủ tục kiểm tra an ninh làm xong chưa? Ở bên dưới chúng ta có bạn sân phân chứng, làm chứng minh thư nhân dân. Sân phân chứng, bạn thông xính chứng. Khảo gia sử chứng, bạn thi trị, bảo hiểm chứng, bị yê chứng. Các thành phố ở trong Trung Quốc thì chúng ta gọi là Trung Quốc Đà Lụ. Trung Quốc Đà Lụ, đại lục Trung Quốc. Và chúng ta nhớ của em là Thái Quan, Đài Loan sẽ có Thái Quan Qiān Zhèng, visa Đài Loan. Ao Mến, Macau. Xiang Cảng, Hồng Kông. Quảng Xi, Quảng Tung, Quảng Châu. Thì sẽ xuất hiện thêm một là ngôn ngữ người ta gọi là Quảng Tung Hoa. Quảng Tung Hoa. Bái Hoa. Bái Hoa. Yue Yu. Yue Yu. Thì các bạn nhớ em đây là đều là tiếng gì? Đều là tiếng Quảng Đông. Nǐ huì shuō Quảng Đông Hoa mà. Bạn có biết nói tiếng Quảng Đông không? Thì chúng ta có thể trả lời bú huệ. Wǒ zhǐ huì shuō phǔ tōng huà. Wǒ zhǐ huì shuō phǔ tōng huà. Hoặc guǒ yǔ. Guǒ yǔ. Guǒ yǔ. Tiếng gì? Tiếng Quốc ngữ. Một số nơi còn gọi là Trung Quán. Trung gì? Trung văn. Giống như một môn học của mình ấy. Xuế Trung Quán. Học Trung văn. Đúng không nhỉ? Hóa Yủ. Hóa Yủ. Hoa ngữ. Người Đài Loan thì hay gọi là Hóa Yủ. Hoa ngữ.
được chưa nhỉ? Hàn ngữ, tiếng Hán. Vậy là cái từ Hàn đấy là một trong những dân tộc ở bên Trung Quốc. Các bạn nhớ em là Hàn ngữ, Trung Quốc, Hoa ngữ đều là tiếng Trung nhá. Mọi người nhớ em là phổ thông hoa, tiếng phổ thông, Bái hoa, Quảng Đông hoa, Yue ngữ thì đều là tiếng gì nhỉ? Tiếng Quảng Đông. Ok. Các bạn có thể nói với bạn của mình là 我听不懂, tôi nghe không hiểu. 你们说普通话吧. 你们说普通话吧. Các bạn nói tiếng phổ thông nhé. Đó là toàn bộ nội dung bài số 4 nhé.